Để thực hiện món ăn này, các bạn cần chuẩn bị khoảng 600 gram thịt vịt quay còn da, một củ khoai tây, một củ cà rốt, một trái ớt chuông, một ít lá chanh, lá húng quế, 300 gram dừa nạo, cà ri đỏ, sả băm, gừng băm, nghệ tươi băm, tỏi băm, hành tím băm, một ít ớt sừng sắc quả trám, các loại gia vị thông thường và hạt nêm Aji ngon. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chúng ta sẽ ướp phần thịt vịt quay này, gồm có khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, khoảng một muỗng cà phê hành tím băm, một muỗng cà phê tỏi băm, một muỗng cà phê gừng băm, một muỗng cà phê nghệ băm và một muỗng cà phê sả băm. Kế đó thì chúng ta sẽ đem cái miếng vịt này cho vào tủ lạnh, chúng ta để khoảng chừng vài giờ. Cô Thảo ơi, tại sao ướp xong chúng ta lại phải để trong tủ lạnh làm gì hả cô? Để cho miếng vịt giữ được độ nguyên vẹn và khi chúng ta chiên sẽ đẹp hơn. Khoai tây chúng ta cắt khối vừa ăn như thế này. Cà rốt thì chúng ta tỉa hoa, sau đó chúng ta cắt khúc ra. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt sang đến phần ớt chuông. Chúng ta sẽ cắt những miếng ớt chuông có cạnh khoảng chừng 1 phân rưỡi như thế này. Sau đó chúng ta sẽ cắt miếng vuông. Chúng ta sắc lá chanh ra thành sợi nhuyễn như thế này. Lá quế đơn giản là chúng ta cắt khúc như thế này thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đặt chảo lên bếp để chuẩn bị chiên các nguyên liệu. Chúng ta sẽ chiên khoai trước để món ăn có mùi thơm và đặc biệt là phần khoai có độ dai và chắc ở phía bên ngoài. Chúng ta đợi cho khoai hơi săn lại như thế này rồi nè, thì lúc đó chúng ta mới dùng đũa chúng ta đảo đều như thế này. Sau khi mà khoai đã bắt đầu vàng đều rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục cho hết luôn cả cái phần cà rốt này vào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt bếp và chúng ta vớt hết phần khoai này ra. Minh Phương giúp cho cô tắt bếp nha. Em sẽ tắt bếp. Chúng ta sẽ sử dụng ngay chính cái phần chảo đó, chúng ta tiếp tục cho vịt vào để chúng ta chiên vàng cả hai mặt. Chúng ta sẽ chiên qua phần vịt này để phần da vịt sẽ vàng thơm hơn và đặc biệt là phần gia vị sẽ dậy mùi hơn. Các bạn sẽ đặt một cái chảo sâu lòng để chúng ta chuẩn bị nấu cà ri. Các bạn sẽ cho vào khoảng một tô nước dảo dừa. Nước dảo dừa sôi trở lại rồi, các bạn sẽ nêm vào khoảng 2 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nè, 2 muỗng cà phê đường nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục cho phần khoai và phần cà rốt vào. Chúng ta sẽ nấu cho phần khoai và phần cà rốt này mềm. Các bạn nhớ lưu ý để làm nên màu sắc và đặc biệt là hương vị của món cà ri, cho vào khoảng 1 muỗng canh cà ri đỏ như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cắt vịt ra thành miếng vừa ăn. Khoai bây giờ với lại cà rốt nè, đã gần mềm rồi. Chúng ta cho phần vịt quay này vào. Khi đã sôi lên như thế này rồi, cô sẽ tiếp tục cho ớt chuông vào. Chúng ta sẽ cho phần nước cốt dừa. Cuối cùng chúng ta sẽ cho rau quế và tắt bếp đi, rắc một ít lá chanh lên trên cùng nữa. Cô Thảo ơi, tại sao mình phải tắt bếp rồi mới cho lá chanh cũng như là lá quế vào vậy cô? Chúng ta sẽ cho rau quế và lá chanh vào ở giai đoạn cuối cùng để giữ mùi thơm tinh dầu của những loại lá này. Chúng ta sẽ múc cà ri ra cái tô xinh xinh như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ rưới thêm phần nước vào, trang trí thêm với lại một nhánh lá quế nè, phần ớt xoăn nữa. Em đang rất là nôn nóng để xem thành quả ngày hôm nay của cô và em như thế nào. Dạ. Cô Thảo ơi, thịt vịt rất là mềm và thấm gia vị. Và như cô nói ngay ban đầu, món ăn này được tạo nên bởi rất là nhiều gia vị. Mùi thơm của lá chanh nè, lá quế, sả nè, cộng với cà ri đỏ nữa, tạo nên một hương vị rất là đặc trưng. Nhưng mà Minh Phương thích nhất á, là vị cái cây nè, béo béo của nước dừa. Và khi chúng ta kết hợp với các loại rau củ quả thì giúp cho món ăn không hề bị ngán một chút nào. Chúc quý vị khán giả sẽ thành công với món cà ri vịt quay. Khi theo dõi chương trình, nếu như quý vị muốn biết thêm thông tin hay cần ghi chép các công thức thì hãy truy cập vào website của chúng tôi, món ngon mỗi ngày.com. Còn bây giờ, đầu bếp Diệu Thảo và Minh Phương xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.